hội, nấu cháo gà, nấu cháo gà với lại món lương, lương đồng ngon ghê không bà, ở quê mà, lương đồng, chuối, lương đồng con nhỏ xíu vậy, chuối, chuối hồi cái vườn, gà hả vườn, đó gà hả vườn đây nè, gà hả vườn là món gà roti, gà nấu cháo nữa, lá giang ở vườn luôn, nên mình chơi là món vườn không. Lá giang nè, ở vườn luôn. Gà lá giang. Không phải. Lá giang là nấu ôm với chuối. Nước dừa. À. Đây là nước dừa nữa. Hả? Rồi làm, bắt đầu làm, bắt đầu làm. Ôi. Gà quá đã luôn á. Nè. Nè, cũng hành lên xào ra. Rồi được rồi, cho vô luôn. Sao chưa? Ngon ghê luôn. Rồi hả? Rồi bỏ vô để bỏ xào. Đó, bắt đầu xào nha. Nó lấy cái chảo siêu to khổng lồ của mình. Củi vô vậy không biết củi cực lắm mà vui. Củi cực lắm trời ơi khói không. Xong nó sôi lên đã. Rồi, chờ chút xíu đi lấy dầu. Lò này là lò nấu nướng kết hợp đó. Đấy. Cho vô dầu. Thở băm. Vậy đó. Gà nha. Thịt gà vô trước nha. Thịt gà vô trước. Đây.
một tí. Lấy tôm với lại hàu ra còn ra nướng anh ơi. Cháy phần luôn. Ây da, nóng chưa? Phần quá. Quá đậm. Để luôn cái giá này nó nóng quá. Nóng phỏng thai luôn. Giờ tôm với hàu hả? Cái chân đụng rồi á. Rồi để đó đi. Để đó đi. Tôm với gì đi, đem đi rửa đó. Chân ấm đàng hoàng đấy. Gà gu ti còn lắm, rồi nước dừa, lấy dao, đã. Đây, vừa đây. Bắp đá, sò đá cái gì đây. Đây, vừa. Không được, anh ba điện thoại ba đang làm gì thấy không? Nhìn ba làm nè. Thấy chưa cô? Đấy. Rồi chờ tôi đây. Tôi đi đưa ra bỏ khẩu cho. Người gì mà cứ tối ngày cứ đòi điện thoại hoài, tôi mệt ghê luôn á nha. Chơi với anh chị đi, không chịu. Anh ba anh Tư đâu? Ai cứ cầm cái điện thoại lên đó là ba. Hả? Ai cứ cầm cái điện thoại lên đó là ba. Mà con chưa nghe nữa. Con chưa nghe rồi. Ba. Sao kỳ hả? Rồi nè. Tối này cứ xin mật khẩu hoài. Rồi ok. Wow. Quá đã. Nghe vô. Được chưa? Dưa thảo chút nữa đi.
nữa là niêm. Dạ. Đó. Cái bên này dồn qua để nướng. Nấu bên nướng một bên. Như cái này nó đầy quá rồi. Có bàn chải nào nấu? Hả? Có bàn chải nào? Hả? Chải nào? Có chứ. Chải nhà. Có gì không? Ừ, chính rồi đó. Trời ơi, niêm cháo à. Cháo nó chạy già nó sập đi. Vô trong đó hỏi có bằng chải không? Không rồi, thiếu ra. Cái gì lương có trường mấy lương bự là không làm hết luôn. Cái này để này, cái này để kho. Con nó thiếu thì khổ. Nhiều quá không được. Nấu ăn. Ừ, nấu đi. Cháo, cháo. Cái lương nữa là xong. Có lương đồng với lại này ngon thịt ngon. Mấy con à? Mấy con gà. Ban gà. Ban gà với con vịt. Ô, niêm cháo nè. Thank you.
chín rồi nha. Hành chín rồi nha, bí vị. Kêu lấy cái bàn nữa bỏ đây nó ăn luôn mà. Trong nhà nó dọn cái bàn cái ghế đây nè. Trong phòng của ba. Chín rồi dứt đi. Đó bên đây là mùng 5 tháng 5 anh em về chơi. Chiêu đãi anh em cũng khá là nhiều món chứ. Gì ha ông em? Con nào? Hào hả? Cái đó em phải tắt ra mới nướng ngon á. Rửa sạch là tắt ra. Chết không chết gì hào nó còn sống dai lắm. Lên lên wow. Mồi thì quá trời, chỉ thiếu chiến hữu thôi. Chiến hữu thì đủ này không đủ kia thì cũng kỳ. Để suy nghĩ coi nào rảnh lên tiếng nha. Ai rảnh lên tiếng nha bà con, mình tiếp hết. Còn mấy ký tôm tôm đồng nữa nè. Wow, tôm nè, tôm này tôm tự nhiên ở miền Tây gửi lên nè. Tự nhiên mình đây dễ lên rồi con. Món này cũng như xong rồi đó. Sơn thèm chơi hả? Rồi xong rồi đi lấy chiếc phao. Bỏ ra. Nè, dĩa nước, chuẩn bị dĩa nước sẵn luôn này nha. Cho hết nước. Tại đây cái cây thức ăn để ra đây. Rồi anh đi giúp anh làm này cái anh. Yeah.
cái nhé. Cái này nè. Ờ, chín rồi. Khoảng 15 tới 20 phút là chín nè. Cái đồ dẻ đây đây. Cái cào ra. Cào phần đâu không? Ờ. À, lấy cái này đi. Cái này cào ra nè. Rồi giờ hết. Cái này cầm mấy, cầm mấy, cầm mấy. Rồi. Cào ra đây. Nè. Đâu? Bỏ vô tô mà. Đó, con vô, con vô. À, cào nó xuống hả? Không phải, phải, cào đi xuống đây. Cửa này bỏ qua đây. Nấu lên. Ủa có lon bia đâu mà? Không, không có. Đem ra lấy bia đi, cũng đủ đế. Không, đủ đế đâu? Đủ đế không? Không. Anh hai về chưa? Ờ, dỡ nắp ra, dỡ nắp ra. Ê, nóng. Đây. Dỡ cái nắp ra để anh tàn. Hả? Thầy chưa quên bắt nhạc, nha. Bật Bluetooth lên bắt nhạc nha. Làm lâu vậy? Rồi, sạch rồi đó.
coi như sạch rồi đó, mình quậy về cái túc ra cái là rồi làm tiếp được rồi. Rồi đổ nước này đi. Sẽ là món tiếp theo là món lương ôm với chuối nấu lá giang. Thúi hả? Tay mày thúi hả? Rửa cho kỹ đó. Cháo gà mà nấu kiểu dã ngoại thì ăn nó ngon hơn tất cả những cái món khác luôn, cứ để y vậy nè. Cứ lại cái múc một chén kìa hút. Ngon lắm. Đã từng ăn như thế rồi cho nên biết được cái độ ngon của nó. Đây, xong rồi tới món lương nè. Quên. Lương thì ít dầu hơn nha. Nhiều cái dầu thôi. Quá đỉnh. Thôi. Quá. Đồ biết không? Đồ biết dưỡng không à? Đồ ghép này là đồ biết dưỡng không? Đó, thơm lần luôn. Được món rồi đó, giờ món thứ hai nè. Dạ, chín chưa dớt ra. À, chín rồi nhưng mà cháo chưa chín. Rồi bây giờ dớt dài ra để chứ để nó được, mềm được. Quá. Rồi luôn trước. Trời ơi. Chị nó tay tăng ngủ. Bỏ chị làm gì giờ ngủ đi vậy? Ngủ hả? Ngủ gì chết sáng giờ kìa. Vô kêu trộn ngay. Rồi, chết cha kêu em quên đem gia vị rồi. Chị vô đem gia vị vô. Thôi Nhung chạy vô lấy gia vị cho nhanh. Đâu chạy đâu biết mà quên đem gia vị ra đây rồi. Đây chị Năm lấy đi chứ già. Em bỏ xuống đi, bỏ gia vị vô cho. Rồi. Em để hết cho tính. Đi nãy giờ nó làm gì đâu. Giờ chờ nó chỉ cho bắt nó chuyển qua nữa rút lương của mình rồi. Đi ra rồi luôn. Đây để đây chị. Thôi mình bỏ lên nước dừa vô luôn đi. Tương ôm nước dừa mình cho nước dừa vô trước cho nó đừng có đục. Quên mang gia vị rồi để gia vị cho sao. Cho thắng miếng mỡ hành qua nè. Để chút trét vô chỗ nào á. Bánh nước mà. Cái. Làm sao á chị bà vừa thôi nha, chị làm được quá ổn lương hết. Đây, bà chào bà nói chuối nè, chị Lương nói chuối luôn hả? Ồ, tốt già hết rồi. Mấy đưa đây, đưa đây hả? Đánh camera ra, trời ơi, cái lưng. Ai biết? Rồi, đường nha. Bây giờ tóc này rồi, nước mắm nha. Rồi, ok. Vậy là cái gì ổn rồi đó, cho miếng còn no nữa rồi. Số dắt ba nước trong đây là nước mặn. Rồi. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ cho một miếng lá giang. Lá giang cứ cái giò về xong bỏ vô thôi. Đánh chua quá. Rồi xong rồi. Để cho nó có quan trọng nhất là bắp chuối. Bắp chuối. Để cho nó có cái rồi, cái lỗ rồi đút cái dao vô. Cái dao là phải dao cứng là. Cho thêm miếng lửa nữa. Chị biết mày ra thôi. Cái bàn nhỏ nữa kìa.
chấm hả? Hả? Lương chấm chuối cho bà bái nó mùa đại hả? Làm xong cái em cũng xỉu luôn trời.